Thời báo Media kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin kinh tế và tài chính ngày 2 tháng 4 với những bản tin đáng chú ý như sau. Tin mừng cho người có con nhỏ ở tỉnh bang Ontario, tiền giữ trẻ sẽ giảm 50% trong năm nay 2022. Sau hơn cả năm trời thương thảo với chính quyền liên bang, cuối cùng chính quyền tỉnh bang Ontario đã đồng ý về một thỏa hiệp trợ cấp cho việc giữ trẻ ở tỉnh bang Ontario. Trong hôm thứ Hai ngày 28 tháng 3, Thủ tướng Justin Trudeau cùng với Thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã cùng công bố chương trình trợ giúp cho những bà mẹ có con nhỏ phải giữ con để đi làm hàng ngày. Theo bản công bố này, chính quyền tỉnh bang Ontario ký thỏa hiệp trị giá 13.2 tỷ đô la với chính quyền liên bang để cắt giảm chi phí giữ trẻ ở các trung tâm giữ trẻ trong tỉnh bang. Theo dự trù thì chi phí gửi con ở tỉnh bang Ontario sẽ giảm 25% vào tháng 4 năm nay 2022 và giảm thêm 25% nữa vào cuối năm nay. Chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ dùng số tiền 13.2 tỷ đô la để tài trợ cho các trung tâm giữ trẻ, làm giảm bớt tiền giữ con mà bậc cha mẹ trong tỉnh bang phải trả. Tính trung bình tiền giữ trẻ ở thành phố Toronto là 1.800 đô la một tháng. Như thế, vào tháng 4 năm nay, tiền chi phí giữ trẻ sẽ giảm 25% và ở Toronto thì bố mẹ chỉ phải trả khoảng 1.350 đô la một tháng. Và đến cuối năm nay thì tiền giữ trẻ chỉ còn 900 đô la, theo như những công bố của chính quyền. Tỉnh bang Ontario là tỉnh bang chót ở Canada đã đi đến một thỏa thuận với chính quyền liên bang nhằm giảm giá tiền giữ con xuống còn 10 đô la một ngày vào tháng 9 năm 2025. Theo Thủ tướng Trudeau, thì với chương trình tài trợ cho việc giữ trẻ sẽ giúp một gia đình có một con nhỏ tiết kiệm được 6.000 đô la một năm và giúp đỡ cho những gia đình này trong thời gian vật giá leo thang quá mức. Với số tiền tài trợ của chính quyền liên bang, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ có khả năng thiết lập thêm nhiều trung tâm giữ trẻ công với số chỗ lên đến 86.000, chưa kể 15.000 chỗ ở các trung tâm giữ trẻ được thiết lập thêm trong tỉnh bang Ontario trong năm 2019. Công ty xe bus kiểm ước Âu Châu bành trướng hoạt động qua Canada. Trong hôm thứ Ba ngày 29 tháng 3, một công ty xe bus Âu Châu loan báo là công ty này sẽ bành trướng hoạt động qua Canada. Công ty xe bus Flixbus cho biết là sẽ bắt đầu bành trướng qua Canada, khởi đầu bằng các đường xe bus ở tỉnh bang Ontario. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 sắp đến, sẽ có những chuyến xe bus tốc hành chạy từ trung tâm thành phố Toronto, ngay góc đường York Street và Queen Key West đến trung tâm thành phố Ottawa tại Byward Market. Hàng tuần sẽ có những chuyến xe bus từ Toronto đến Ottawa trong những ngày thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy Chủ nhật và thứ Hai. Ngoài ra, hàng ngày cũng sẽ có những chuyến xe bus đi từ Toronto đến Niagara Falls và có ghé thành phố St. Catharines. Những chuyến xe khác đi từ thành phố Waterloo sẽ ghé các trạm ở thành phố Kitchener-Wells và Mississauga trước khi ngừng ở thành phố Toronto. Công ty làm xe hơi VinFast thiết lập cơ xưởng ở Hoa Kỳ. Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ Tư ngày 30 tháng 3, công ty làm xe hơi VinFast của Việt Nam cho biết là công ty này sẽ mở một cơ xưởng làm xe hơi chạy bằng điện ở tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Theo như dự trù, công ty VinFast sẽ xây cất cơ xưởng ở quận Chatham, phía tây nam của thành phố Raleigh. Cơ xưởng dự trù sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2024, với số nhân viên làm việc trong cơ xưởng này sẽ lên đến con số 7.500 người vào năm 2027 và lương trung bình của các nhân viên trong cơ xưởng này sẽ là 51.000 Mỹ Kim. Công ty VinFast sẽ bỏ ra 4 tỷ Mỹ Kim xây cất cơ xưởng này và dự trù sẽ sản xuất hàng năm 150.000 xe chạy bằng điện. VinFast là công ty xe hơi đầu tiên của Việt Nam được thành lập vào năm 2017. Công ty VinFast là công ty con của tập đoàn Vingroup của nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Công ty Magna thiết lập cơ xưởng làm bình điện xe hơi chạy điện. Hàng loạt các dự án liên quan đến việc sản xuất xe hơi chạy bằng điện và phụ tùng cho loại xe hơi này đã diễn ra ở Canada trong mấy ngày qua, từ công ty Toyota sang đến công ty GM, Ford và Fiat Chrysler. Mới đây, công ty làm xe hơi Stellantis hợp tác với công ty LG Energy của Nam Hàn đã thành lập một cơ xưởng làm bình điện xe hơi chạy điện ở thành phố Windsor, dự trù thâu nhận 2.500 nhân viên.
Trong hôm thứ Tư ngày 30 tháng 3, phát ngôn viên của công ty Magna loan báo là công ty này sẽ thiết lập một cơ xưởng làm hộp bao cho bệnh viện xe hơi ở thành phố Chatham, cách thành phố Windsor khoảng 80 cây số về hướng Tây. Công ty Magna sẽ làm hộp bằng nhôm bao bình điện của loại xe hơi chạy điện F-150 của hãng Ford. Cơ xưởng làm hộp nhôm bao bình điện xe hơi sẽ được xây cất với kinh phí 50 triệu đô la và sẽ thâu nhận 150 nhân viên. Dự án thiết lập hệ thống xe điện cao tốc từ Edmonton đến Calgary. Dự án thiết lập một hệ thống xe điện cao tốc giữa hai thành phố Edmonton và Calgary lại có thêm triển vọng khi có những công ty đầu tư bỏ vào 550 triệu đô la cho dự án. Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ Tư ngày 30 tháng 3, công ty Broughton Capital của Anh Quốc hợp tác với công ty China East Resources để bỏ ra 550 triệu đô la đầu tư vào dự án làm đường xe điện cao tốc của công ty Transport. Dự án làm đường xe điện cao tốc dự trù chuyên chở hành khách và hàng hóa trong những ốp có áp suất thấp, low pressure tube, và nhờ thế vận tốc của những đoàn xe điện này có thể lên đến 1.000 cây số giờ. Dự án này nếu được thi hành sẽ giúp cho 140.000 người có công ăn việc làm. Với đường xe điện cao tốc, khoảng cách 300 cây số giữa hai thành phố Edmonton và Calgary sẽ chỉ mất 45 phút là tới nơi. Hãng hàng không Air Canada gia tăng khả năng chuyên chở hành khách lên gấp đôi. Theo những tin tức vừa được loan báo trong hôm thứ Tư, ngày 30 tháng 3, công ty hàng không Air Canada dự trù sẽ gia tăng khả năng chuyên chở hành khách lên gấp đôi so với số hành khách đã sử dụng máy bay của hãng hàng không Air Canada trong năm ngoái. Nhưng con số gấp đôi trong năm nay vẫn chưa bằng con số hành khách mà hãng hàng không này đã chuyên chở trước thời đại dịch, chỉ bằng 75% số hành khách trước thời đại dịch. Theo ông Michael Russo, chủ tịch điều hành của hãng hàng không Air Canada, thì với đại dịch suy giảm, số người dùng hệ thống hàng không gia tăng đã giúp cho hãng hàng không này tìm cách thâu thêm lợi nhuận và gia tăng giá trị cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Hàng hóa bán ở tiệm Dollarama lên đến 5 đô la. Những năm trước thời đại dịch, hệ thống tiệm tạp hóa Dollarama mà trụ sở ở thành phố Montreal đã bán những món hàng mà hầu hết giá từ 1 đô la trở xuống. Trong thời đại dịch, vì thiếu hàng hóa, nhiều món hàng bán ở các cửa tiệm Dollarama đã cao hơn 1 đô la, nhưng giá của các món hàng này không quá 4 đô la. Trong hôm thứ Tư ngày 30 tháng 3, phát ngôn viên của công ty Dollarama cho biết là công ty này sẽ cho gia tăng giá bán và sẽ có những món hàng trong cửa tiệm được bán với giá 5 đô la. Cũng trong ngày thứ Tư, phát ngôn viên của công ty Dollarama cũng loan báo là số thương vụ của công ty này gia tăng cao và công ty này cho gia tăng tiền lời cổ phiếu. Số thương vụ của công ty Dollarama trong 3 tháng qua lên đến 1.22 tỷ đô la và công ty thâu vào số lợi nhuận trong 3 tháng là 220 triệu đô la. Công ty Dollarama có 1.421 cửa tiệm trên toàn Canada. Trong vòng 3 tháng qua, công ty Dollarama này đã mở thêm 24 cửa tiệm mới. Thời của Quế Gạo Châu đã khiến cho số người đi mua sắm ở các cửa tiệm đồ rẻ tiền như tiệm Dollarama gia tăng. Có thêm 11.3 triệu công ăn việc làm ở Mỹ, trong khi chỉ có 6.3 triệu người thất nghiệp. Theo bản công bố của Bộ Lao động Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ Ba, ngày 29 tháng 3, thì có quá nhiều công ăn việc làm mới so với tổng số người thất nghiệp ở Hoa Kỳ. Theo bản công bố thì trong tháng 2 năm 2022, số công ăn việc làm được niêm yết nhưng chủ nhân các cơ sở thương mại chưa kiếm được người làm lên đến 11.3 triệu công việc so với con số 6.3 triệu người đang ăn thất nghiệp. Nếu như số 6.3 triệu người Mỹ thất nghiệp quyết định đi làm, thì họ có tới 1.8 công việc để mỗi người lựa chọn. Cũng trong tháng 2 vừa qua, có đến 4.35 triệu người Mỹ bỏ việc không đi làm. Những lĩnh vực có nhiều công việc làm mà chưa có người nhận là lĩnh vực giáo dục và y tế. Tại sao có nhiều người Mỹ bỏ việc như thế sau thời đại dịch, mà người ta đã gọi phong trào bỏ việc ở Mỹ này là The Great Resignation? Là vì họ có thể bỏ việc cũ và kiếm được những công việc trả lương và bổng lộc nhiều hơn. Mức lãi suất căn bản ở Canada có thể lên đến 2.25% vào năm 2023.
Theo những công bố phổ biến trong hôm thứ Ba ngày 29 tháng 3, các kinh tế gia của ngân hàng CIBC tiên đoán là Ngân hàng Trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa trong năm nay và năm tới 2023 để ngăn ngừa sự gia tăng của mức lạm phát. Theo các kinh tế gia của ngân hàng CIBC, thì mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 0.5%, có thể gia tăng lên đến 1.5% vào cuối năm nay 2022 và lên đến 2.25% vào năm tới 2023. Với những gia tăng của mức lãi suất căn bản sẽ kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà với tỷ lệ tương tự. Theo bà Nasma Ali, một chuyên gia địa ốc ở thành phố Toronto, thì bà đã thấy có sự sút giảm hoạt động mua bán nhà cửa trong vùng đại thủ phủ Toronto ngay sau khi Ngân hàng Trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0.25% lên 0.5%. Ông James Lair của công ty Redhut.ca nói là việc gia tăng mức lãi suất căn bản đã làm chậm bước tiến của nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada và sẽ không có những thương vụ mua bán nhà mà người mua phải trả giá cao hơn giá bán. Quý vị vừa theo dõi bản tin Kinh tế và Tài chính do Thời báo Media thực hiện. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và may mắn.